Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm tài xế lái xe tải trong một game Heavy Chúc Simulator. Và nhiệm vụ hôm nay của mình thì cũng khá là gian nan và vất vả, đó là đi chở kéo hai cái kiện hàng này đi giao cho khách hàng. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đổ đèo ra đèo Hải Vân và hầm đèo Hải Vân và đi qua hầm thôi mình lại lên đường ha. Đâu thôi lên đường. Nhiệm vụ lần này của mình thì gian nan hơn lần trước rất nhiều, bởi vì lần này thì mình chạy công nhưng mà lại phải đi kéo công kéo toa để tăng tải trọng mà không vi phạm các cái quy định về tải trọng thì mình được phép kéo toa để tăng tải trọng. Và chiếc đầu kéo hôm nay mình lựa chọn để lái đó là một chiếc Ford Congo của Mỹ. Đây, bây giờ mình này cũng bắt đầu mất lái quá nguy hiểm, quá nhanh, quá nguy hiểm. Nếu mà cái khúc ôm cua vừa rồi mình ôm cua quá gấp thì sẽ dẫn tới việc là xe bị văng và lật. Cua thì khi kéo công thì bật đại một cái vận tốc lớn thì cái gia tốc cái lực gia tốc của nó rất lớn. Mà bạn ôm cua gấp nữa thì chắc chắn không lệch thì cũng mất lái. Bây giờ mình đang xuống đèo, xuống dốc, đang đổ đèo. Đường đèo này làm rất hiện đại với hai làn riêng biệt, một làn lên và làn xuống. Cũng rất may là khi xuống đèo thì cũng không có quá nhiều xe, nếu không thì cái pha vừa rồi thì nói thật với các bạn là kiểu này tài xế không thì hậu quả hồi nãy thì rất chi là nghiêm trọng, có lẽ là vụ tai nạn. Nếu các bạn đã chơi nhiều cái tựa game về mô phỏng lái xe trên di động thì chắc các bạn cũng biết là tựa game này khá hay và khá hấp dẫn. Mình cũng chơi rất nhiều tựa game rồi, nhưng thực sự thì tựa game này mang cho mình nhiều cái cảm xúc hơn tất cả các tựa game còn lại về game mô phỏng lái xe trên di động, đặc biệt là lái xe tải. Thì đặc biệt ở chỗ đó là các bạn biết vì sao không? Đó là chính là cái gương chiếu hậu này. Có những tựa game chơi rất hay nhưng mà nói thật là cái gương chiếu hậu của nó không thực cho lắm, đặc biệt là gương bên tài, còn gương bên phụ thì thực sự là do là
các cái góc quay camera khác nhau cho nên mình cũng rất khó nhìn được gương bên phụ đây. Như thế này thì sao mà nhìn được gương bên phụ chứ này? Cho nên mình để một gương tài và một gương phụ trên màn hình. Rất tiện để quan sát. Tới khúc này thì khá là nhiều xe. Rồi xong, bị ăn tốc độ rồi, quá nhỏ. Thôi ký vào biên bản thôi. Trời trời, cua gấp. Bên cạnh này có một chiếc xe còn đang vượt lên đấy chứ. Số nhỏ thế. Các bác đi sau thông cảm nhé, xe dài nên ôm cua để ôm hết phần đường còn lại luôn. Khúc cua này khá gấp. Nói chung các bác cho em xin nhiều tiền tí. Trời. Va chạm rồi, xảy ra va chạm rồi. Thế. Các bạn thấy hiệu ứng bên trong màn hình chưa? Bên kia gương không? Đấy là các cái đèn xi nhan. Xe đâu mà nắm thế. Nhỏ thế. Xe thế. Rồi mình bắt đầu vào đường hầm rồi. Vâng, hầm Hải Vân. Đèo bây giờ đèo Lò Xo. Hôm nay mình lái tệ quá. Trong đường hầm mộng mà quánh nguèo. Trong dưới đường đèo ấy. Rồi hết hầm. Nguy hiểm. Chạy đường đèo mà chạy như gì. Khá là nguy hiểm. Đằng sau có một chiếc xe con đang muốn vượt mình. Lên đi anh, lên đi. À, đúng rồi, lên đi. Trong nó quẹt vào anh á. Con đang chạy song song với mình nhưng mà thực sự thì
Mình không nhìn thấy xe con đâu vì do điểm mù trên xe. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, vô đi, vô đi. Mấy chế cho em xịt vượt nhá. Một chiếc công, hai chiếc công và một chiếc xe buýt. Lên dốc rồi, lên dốc rồi. Xuống dốc rồi. Rồi, vậy có lẽ là mình cũng chuẩn bị xuống hết đèo rồi. Vượt xe buýt. À, tắt xe nhà đi. Do là trời cũng đã tối rồi cho nên mình sẽ quyết định là để trời sáng sẽ đi giao hàng, cho nên mình sẽ đi qua đây nghỉ xá. Làm thêm một giấc nữa, làm thêm một giấc nữa. Ai, trời sáng. Theo tòa rất khó xe. Buổi sáng bình minh, các bạn thấy một cái làn khói mờ mờ ảo ảo đục đục không? Khá là đẹp à, tận đấy. Số nhỏ thế. Cái mảnh thứ anh xin nhan này. Số nhỏ. Đây mình tới bến cảng để giao hàng. Sự cái chỗ toàn là rất khó ra, mình sẽ không ra, thay vào đó mình chạy thẳng luôn. I'm
Và video mình hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video mình hay, quý chị hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ và một subscribe. Và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được thêm nhiều những thông báo mới nhất của mình. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn.